chào con gái yêu. Tú Huyền đây hả? Trung thu này bố mẹ có về không ạ? Trung thu này chắc là bố mẹ không về được đâu con ạ. Con ở nhà đón trung thu với ông nội nhé. Bố mẹ sẽ về sớm thôi. Con chào bố mẹ. Chắc là con bé sẽ buồn lắm đây. Cả năm mới có một mùa trung thu vậy mà. Cúc hà, Tú Huyền, cậu đi đâu đấy? Mà cậu có quà trung thu chưa? Tớ chưa có. Tớ có bánh trung thu này. Bố tớ mua cho tớ đây. Thành con lợn luôn. Bánh của cậu dễ thương thế. Tớ còn nhiều lắm. Cho cậu một cái nè. Thôi cậu ăn đi. Tớ phải về đây. Để tí nữa cần đón trung thu với bố mẹ tớ. Tạm biệt nha. Đúng là trung thu có khác. Khắp nơi đều bày bán đèn lồng tràn ngập màu sắc. Ôi đẹp quá đi mất. Chị Tú Huyền ơi, em mới được mua lồng đèn này. Thật thế? Bố mẹ chị không về kịp nên không mua được rồi. Tạm biệt em nhé. Ai cũng có quà để đón trung thu, mỗi mình là không có thôi. Hả? Tú Huyền, cháu về khi nào? Cháu làm sao thế? Các bạn đều được bố mẹ đưa đi chơi, tặng quà trung thu. Chỉ có mỗi cháu là không có thôi. Cháu đừng buồn. Bây giờ hai ông cháu mình cùng làm đèn ông sao đón trung thu nha. Đèn ông sao? Nhìn như thế nào ạ? Lát nữa cháu sẽ biết. Cháu nhìn ông làm này. Nhìn nó lạ quá. Bây giờ trên bước cuối cùng, ông sẽ lắp thanh gỗ vào đây. Vậy là chiếc đèn đã hoàn thành. Cháu phải làm thật nhẹ tay, không làm sẽ bị chết đấy. Đã xong. Ông nội thật là khéo tay phải không các bạn? Đồng dinh dinh chắc, đồng dinh dinh chắc, đồng dinh dinh. Cứu hát trăng vàng, ta cũng thích hát vàng. Bây giờ, ông cháu mình cùng bày mâm ngũ quả đón trung thu nha. Tiếng gì vậy? Nó phát ra từ dưới nhà. Không ơi! Nhà mình có trộm. Cháu nhớ theo sát ông nha. Không biết Tú Huyền và ông đang định làm gì vậy? Không biết tên trộm này đi chưa? Hắn vẫn còn bên dưới đây. Hả? Liệu hai ông cháu có đánh đuổi được tên trộm không đây? Hắn ta ở đằng kia. Cháu nhìn thấy không? Ông sẽ đếm đến ba rồi ông cháu mình cùng xông lên nha. Dạ. Một. Chắc Tú Huyền sẽ bất ngờ lắm. Ba, xông lên. Hai ông cháu bất ngờ lao đến đánh ngã hai kẻ lạ mặt. Này, này, trộm này. Đánh trộm, đánh trộm. Ôi, Tú Huyền, bố, đợi đã. Sao mình nghe giọng thấy quen vậy? Tú Huyền, dừng lại đã, hình như chúng ta đánh nhầm rồi. Bố ơi, là bọn con đây mà. Bố với Tú Huyền làm gì thế ạ? Hai đứa về bất ngờ quá, làm hai ông cháu tưởng là trộm. Bà ơi. À đúng rồi, quà trung thu của con đây Tú Huyền. Ba mẹ xin lỗi vì đã về trễ nha. Wow, con thích lắm ạ. Con cảm ơn bố mẹ. Bố mẹ ơi, sao bố mẹ lại về vậy ạ? Bố mẹ đang bận mà. Bố sợ con gái bố buồn nên đã sắp xếp lại công việc để về với con. Dạ vâng ạ. Tốt rồi, chúng ta chuẩn bị mâm cỗ đón trung thu thôi nào. Wow, mâm cỗ trung thu của gia đình Tú Huyền thật là đầy đủ quá đi. Chắc hẳn bố mẹ và ông đã mất rất nhiều công sức để chuẩn bị đây. Vậy là Tú Huyền đã có một mùa Tết trung thu vui vẻ và đầm ấm bên gia đình của mình rồi. Còn các bạn thì sao nhỉ? Gia đình là cái nôi của tình yêu, là nơi mà bạn đã được sinh ra và lớn lên trong vòng tay ấm áp của cha mẹ. Nhân dịp này, xin chúc các bạn nhỏ có một mùa trung thu vui vẻ, ấm áp, tràn ngập tiếng cười niềm vui bên gia đình và bạn bè của mình nhé. Để con giúp mẹ. Mẹ ơi, ở đằng kia nữa kìa. Ừ, đi thôi con. Tuyết Phi đang phụ giúp mẹ thu gom vỏ chai đó. Wow, nó cậu ấy thích thật.
Đèn lồng đẹp quá. Mẹ ơi. Mẹ đây. Mẹ mua cho con một chiếc đèn lồng được không ạ? À? Đèn lồng sao? Mẹ xin lỗi, mẹ chưa có đủ tiền. Dạ vâng. Hay về nhà, mẹ nấu một bữa thật ngon bù lại cho con nha. Dạ chịu luôn. Con trai ơi, bố có quà cho con đây. Con cảm ơn bố. Sắp trung thu rồi. Thôi đành vậy. Con gái, lại đây với mẹ nào. Sao vậy mẹ? Mẹ con mình đi mua đèn lồng nha. Nhưng đây là tiền tiết kiệm của mẹ mà. Trung thu mỗi năm chỉ có một lần. Mẹ muốn con gái mẹ có một Tết Trung thu thật trọn vẹn. Con cảm ơn mẹ rất nhiều. Tại trường mẫu giáo của Tuyết Phi. Các cậu ơi, mẹ tớ mua đèn lồng mới cho tớ này. Wow, wow, đẹp thật đấy. Ơ, có đèn lồng nhìn quen quen nhỉ. Mình phải kiểm tra lại mới được. Mất rồi, không thấy. Cậu ấy to gan thật. Tuyết Phi, cậu lấy trộm đèn lồng của tớ đúng không? À, đó là đèn lồng mẹ tớ mua cho tớ mà. Nó giống y đúc cái mà bố tớ mua cho tớ. Mà nhà cậu nghèo thế làm gì có tiền mà mua. Nhưng mà các cậu nhìn này, làm gì có chuyện trùng hợp như thế. Đúng đúng. Nghe cũng hợp lý. Cậu trả tớ đây. Cậu làm gì thế? Của tớ mà. Của tớ mới đúng, cậu ăn trộm. Mẹ tớ mua cho tớ mà. Sa Hùng ơi, cậu nghĩ oan cho Tuyết Phi rồi. Mình không lấy trộm. Tuyết Phi, xảy ra chuyện gì vậy con? Mẹ ơi con. Tuyết Phi kể lại chuyện bị bạn học nghi ngờ là ăn trộm. Và chiếc đèn lồng mẹ mua cho cũng bị bạn lấy mất. Thôi con đừng buồn nữa, mẹ con mình cùng kiếm tiền mua cái khác nha. Con trai ơi, con mau làm bài tập về nhà đi. Lát nữa con phá cổ nha. Dạ vâng ạ. Hả? Mình để đèn lồng ở đây à? Sao nó lại nằm đây nhỉ? Ồ, trên này còn một cái nữa này. Mình hiểu lầm Tuyết Phi rồi. Ồ, Sa Hùng, có chuyện gì vậy? Sao lại có hai chiếc đèn lồng thế này? Dạ, chuyện là... Sa Hùng cũng kể lại chuyện đã xảy ra. Vì hai chiếc đèn lồng giống nhau, nên cậu đã nghĩ rằng Tuyết Phi ăn trộm của mình. Không sao con à, sai thì sửa. Con hãy đến nhà và xin lỗi bạn nha. Dạ vâng ạ. Không biết Tuyết Phi có nhà không nhỉ? Tuyết Phi ơi! Ai vậy? Sao cậu lại tới đây? Tớ xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu. Tớ mang đèn lồng trả lại cậu này. Không sao, tớ không giận cậu đâu. Cậu vào nhà phá cổ với tớ nha. Thật sao? Được. Chúng ta đi nào. Sa Hùng đấy à, ngồi đi cháu. Chào cậu nha. Hôm nay là Trung Thu, cả nhà mình cùng phá cổ nào. Ôi, nhiều bánh kẹo và trái cây quá. Vậy là hiểu lầm đã được hóa giải. Tuyết Phi và Sa Hùng cũng đã làm lành với nhau. Cô bé cũng đã có một Tết Trung Thu thật trọn vẹn bên gia đình và bạn bè. Vậy là ngày hội được trông đợi nhất năm cũng đã đến. Cái không khí náo nhiệt của Trung Thu đã tràn ngập khắp các nẻo đường con phố. Chúc các bé thiếu nhi sẽ được tặng thật nhiều quà và nhận được nhiều những lời chúc phúc, yêu thương nhân ngày Tết đặc biệt này nhé. Sắp đến sinh nhật bố rồi, không biết mình nên mua gì đây nhỉ? Bố ơi, con có quà tặng bố ạ. Wow, cảm ơn con gái của bố nha. Chắc là bố sẽ vui lắm. Mình phải lấy tiền đi mua ngay mới được. Để xem nào. Sao chỉ có từng này thôi vậy? Tiền ơi, đi trốn ở đâu hết rồi? Không còn đồng nào cả. Làm sao mình mua được quà cho bố đây? Mình sẽ giúp đỡ anh chị để được nhận tiền thử. Anh ơi! Tuyết Vi à? Bố dặn anh lau nhà đấy. Anh có nhớ không? Lau nhà? Ôi không, muộn rồi. Anh còn phải đi đá bóng với bạn nữa. Để em giúp anh nhé. Thật sao? Thật, anh chỉ cần trả công cho em là được. Để anh nghĩ đã. Thôi được rồi, anh đi đây. Cảm ơn em nha. Tạm biệt anh. Cuối cùng cũng xong. Cố lên, sắp đủ tiền rồi. Ôi, không biết bao giờ mình mới làm xong nữa. Chị ơi, chị đang làm gì vậy? Hay là để em gấp cùng cho nhanh nha. Em làm lấy tiền đúng không? Chị nghe anh trai kể lại rồi. Đúng rồi ạ. Nhưng mà một mình chị làm
sao mà gấp hết đống này? Thôi được rồi, để chị dạy em cách gấp nha. Có thêm Tuyết Vi giúp đỡ, việc gấp hạt cũng nhanh hơn hẳn. Thế là đã xong. Tên tên lên tên, tiền công của em đây. Em cảm ơn chị. Lại được thêm rồi, vui quá đi thôi. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Vẫn còn thiếu, y này mình phải đi kiếm thêm mới được. Anh ơi, anh có cần em giúp gì không ạ? Anh không cần đâu. Chị ơi, chị có cần em giúp gì không ạ? Chị hết tiền rồi, dạo này em làm gì mà cần nhiều tiền vậy? Dạ không có gì đâu ạ. Mình phải làm sao đây? Tuyết Vi. Con bé làm sao vậy nhỉ? Con gái, hôm nay em con có chuyện gì buồn à? Dạ, Tuyết Vi đang kiếm tiền làm gì ấy ạ? Vậy sao? Thôi, con học bài tiếp đi. Cửa hàng đây rồi, nhưng mà mình vẫn chưa đủ tiền. Vậy thì làm sao mua được chiếc khăn đó bây giờ? Ôi, cái thân già này, ôi thôi chết rớt hết rồi. Để cháu giúp bà nha. Bà cảm ơn nha, cháu ngoan quá. Nhà bà ở đâu thế ạ? Đến cổng rồi bà ơi. Ôi, may mà có cháu, bà cho tiền mua bánh này. Cháu cảm ơn bà ạ. Có tiền của bà cho là mình đã đủ tiền mua quà cho bố rồi. Bố mau vào đi ạ. Chúc mừng sinh nhật bố. Để con đợi mũ cho bố nha. Mừng ngày sinh nhật đáng yêu. Mừng ngày sinh nhật dễ thương. Mừng ngày bố sinh ra cuộc đời. Bố bất ngờ quá, bố cảm ơn các con. Bố ơi, đây là quà của con. Wow, bố cảm ơn. Wow, chiếc khăn đẹp thật. Tuyết Vi tinh mắt thật đấy, để bố đeo thử nha. Hóa ra mấy hôm nay con kiếm tiền để mua quà cho bố sao? Dạ vâng ạ. Tuyết Vi của bố giỏi thật. Con mang bánh kem thôi nào. Của Tuyết Vi đây. Vậy là bố đã có một buổi tiệc sinh nhật thật là ý nghĩa phải không nào? Bố mẹ luôn là người yêu thương chúng ta vô điều kiện mà không cần đền đáp bất cứ thứ gì. Chính điều ấy đã làm chúng ta quên mất nghĩa vụ của một người con. Đôi khi chỉ là một món quà nhỏ bé, một lời yêu thương cũng đã khiến họ nở nụ cười. Vì vậy nên các bạn nhỏ ơi, hãy yêu thương bố mẹ như cách họ yêu chúng ta nhé.